xe rác của anh chị á đi ba bốn ngày à, xong hết bình lại sạc bình vào, đi được ba bốn ngày hết bình tiếp, cứ sạc vậy đó. Thì lý do là bị gì? Dạ xin chào mọi người, đây là Lisibo Moto, và hôm qua em cũng có nhận một cái comment rất là hay. Anh đã hỏi là xe SH của ảnh đi ba bốn ngày lại sạc bình một lần, sạc xong đi ba bốn ngày xong hết bình tiếp. Thì em chắc chắn với mọi người luôn là cái vấn đề này nó phổ biến lắm, và một trong số những anh chị coi kênh của em thì sẽ gặp vấn đề này rồi. Cứ sạc bình đi vài ngày là hết, sạc bình vài ngày là hết, cứ sạc hoài đó. Hôm nay em sẽ nói cho mọi người biết tại vì sao mà nó bị hết bình ha. Có một anh kia vào comment nói là xe bị hư sạc đó, thay cái sạc đi là hết, nhưng mà chưa chưa đủ nha mọi người. Rồi mà mọi người coi hết clip này nha. Dạ, đầu tiên thì xe nó hết bình đúng không mọi người? Thì mình kiểm tra cái bình trước. Thì mình mở cái lưỡi bò này ra ha. Cái này anh chị cũng tự mở nhà được dễ thôi, chỉ cần con vít ba ke mở hai ngóc trong thùng là mình sẽ mở được ha. Cái này dễ. Rồi. Mình coi thử cái bình. Xe này mất cái bình rồi. Rồi, mình coi thử cái bình nha quý anh chị. Cái bình này mình coi thử còn xài được không? Còn điện không? Phù chưa? Tại vì nếu mà nó phù á, thì nó không có nhận điện nữa. Nó nhận tới mức độ vừa phải rồi, xong rồi nó không có nhận nữa thì mình xài nó cũng mất xíu là nó hết à. Đó là cái bình. Nếu hết bình thì mình coi cái bình ha. Rồi sau khi coi cái bình xong, kiểm tra cái bình mà cái bình nó không có bị gì, thì mình kiểm tra tới cái sạc. Cái sạc thì mình nhìn ngoài thôi, mình nhìn ngoài mình coi thử nó nứt nó hư gì ở ngoài chưa. Cái này thì cũng phải mở dàn áo ra mới kiểm tra được kỹ ha, mà cái này là em hướng dẫn cho anh chị coi thử thôi. Còn cái vấn đề này thì chứ thợ làm chứ còn mình tự làm không được đâu nha anh chị ha. Rồi cái sạc mình coi thử cái sạc này, cái sạc là cái này nè. Có nhiều anh chị xài xe nhưng mà ít có biết, rồi tại vì mình không mở dàn áo ra chi anh chị. Cái sạc đó thì mình dùng cái đồ nghề mình kiểm tra thử điện điện bình rồi điện sạc nó lên bao nhiêu ha. Thì rồi đó là cái thứ hai ha, mình kiểm tra cái sạc xong, nếu mà cái sạc ok rồi á thì mình coi cái mâm lửa ha. Mâm lửa thì thường thường nó cũng ít có bị lắm, nhưng mà mình phải kiểm tra tại vì lâu ngày nó nóng nó cháy trong đó thì hay là gì đó thì mình không biết, thì mình cũng nhờ mấy anh thợ kiểm tra luôn đó. Rồi nếu mà cái bình thì dễ thôi ha, cái bình thì quý anh chị mình đi mua cái bình khác, mua bình mới lắp vô thay vô là xong, lắp vô là xong ha. Là cái bình thì cái bình nó tốn cũng không bao nhiêu tiền đâu, lắp vô mình thay. Nói chung đồ hắt thì nó phải tốn tiền rồi, chơi xe xịn không phải tốn tiền rồi. Bình này rồi mình thay cái bình ha. Còn nếu mà cái sạc mà anh chị mua mới luôn á thì nó mất tiền. Còn nếu mà anh chị mua xe em, anh chị muốn thay sạc xong mà bảo hành 6 tháng xong á, mà qua thời hạn bảo hành 6 tháng mà cái sạc này nó hư ha, thì em sẽ hỗ trợ đổi cho mình, lấy một cái mức phí đổi thôi. Chứ còn mới mà bỏ cái đó nha, đổi thôi nha anh chị. Rồi cái sạc, còn cái mâm lửa thì nếu mà hư thì cứ quan xe ở đây rồi em thợ kiểm tra làm cho anh chị ha. Đó thì mình kiểm tra ba cái là bình, sạc và cái lửa ha. Rồi thì bên em có cái đồ nghề chuyên của nó kiểm tra dòng điện á, thì em sẽ kiểm tra cho quý anh chị mấy cái đó. Dạ rồi, nói tới cái vấn đề này á, mấy anh chị mới thấy là tại sao mà em có một cái combo là cái combo sạc quạt nước nhớt để kiểm tra cho quý anh chị. Khi mà em giao xe cho quý anh chị á, thì em phải kiểm tra đầy đủ cái đó. Thứ nhất là kiểm tra cái sạc, sạc còn ngon hay không, còn lên điện hay không, còn vô điện hay không thì phải kiểm tra, nếu mà nó hư thì phải thay. Chứ nếu mà đừng nói gì xa xôi ha, chỉ cần em đi giao xe cho quý anh chị mà ở xa thôi, em đi giữa đường nó tắt máy thì cũng mệt em rồi, chứ không phải là đợi tới anh chị mệt rồi kéo theo em nó càng mệt hơn nữa. Thì em phải kiểm tra cái sạc trước. Quạt, cái quạt á
là cái giải nhiệt cho cái cát nước mà khi mà nó không hoạt động, cái cảm biến nó bị hư á, thì nó không có làm mát được, thì nó ảnh hưởng tới nhiều cái lắm, ảnh hưởng tới máy móc, tới mâm lửa, tới đủ cái trên xe hết. Nên là kiểm tra cái quạt cũng là một cái quan trọng ha. Sạc quạt nước, nước thì là nước mát á, nước mát làm mát cho máy xe á. Thì con SH mình xài nó là mấy chục năm rồi, thì cái vấn đề đó nó cũng quan trọng lắm anh chị. Khi mà cái máy nó mát á thì nó làm việc được ổn định lâu dài hơn, và nó không bị ảnh hưởng tới máy móc. Và khi mà thiếu nước mát thì rớt máy, rớt đầu là máy đó, thì mất giá trị con xe mình. Em phải kiểm tra cái nước, cái nước xong rồi tới nhớt. Nhớt thì trước khi mà ra cửa hàng em á, thợ đều là thay nhớt mới hết. Rồi thay xong xuống đây, khi mà quý anh chị mua xe á, một lần nữa em lại mở ra em kiểm tra. Em kiểm tra nhớt anh chị vừa ý rồi thì nhớt mới rồi thì anh chị mới lấy xe đi, là bốn cái combo, cái combo bốn cái là em phải bắt buộc kiểm tra khi mà giao xe cho quý anh chị, dù ở gần hay ở xa, ở tỉnh hay là ở thành phố Hồ Chí Minh, phải kiểm tra nha quý anh chị, thì nó mới hoàn hảo con xe mình được. Chứ không là trục trặc một cái vấn đề gì đó với xe mấy trăm triệu, một trăm mấy triệu thì chán lắm. Dạ rồi, cái đó là cái chia sẻ của em, nhờ ông anh comment quá hay, nên là tiện thể thì em cũng quay clip em chia sẻ mọi người ha. Nếu mọi người thấy em chia sẻ nó ok thì mọi người cho em một like nha, và cũng mong rằng là mọi người ủng hộ em để em giới thiệu xe tới mọi người nhiều hơn, và những cái thắc mắc anh chị thì em sẽ trả lời hết cho quý anh chị ha. Và ngoài cái thắc mắc comment thì anh chị có gì thì anh chị nhắn tin Zalo em 0979570189, cũng là số điện thoại em luôn, thì em sẽ trả lời quý anh chị trên Zalo ha. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để xem hết clip này. Hẹn lại quý anh chị clip tiếp theo của Lee Siwon. Chào mọi người.